Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung Tommy Nguyễn, con trai cả của tỷ phú Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo. Tommy Nguyễn từng là du học sinh tại Anh và hiện nối nghiệp kinh doanh của người mẹ nổi tiếng. Sinh năm 1970 tại Hà Nội, Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là nữ tỷ phú đình đám tại Việt Nam. Bà được biết tới với cương vị tổng giám đốc của Vietjet Air, phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị ngân hàng HD Bank và là người Việt Nam thứ hai được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD sau ông Phạm Nhật Vượng. Là nữ doanh nhân có máu mặt trên thương trường, nhưng bà Thảo cũng cho biết mình là người nữ công gia chánh, không ngại vào bếp nấu ăn, đồng thời là một người bạn thân của con. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã từng chia sẻ về sự kỳ vọng con trai cả. Với cậu con trai lớn, tôi với con trai như bạn cùng đi xem phim, cà phê. Tôi để con phát triển một cách tự nhiên theo sở trường và đam mê chứ không ép buộc. Bạn ấy học ở trường phổ thông nội trú ở Anh, vẫn học tiếng Việt online với thầy Việt Nam, nhắn tin cho mẹ tiếng Việt có dấu. Và năm nay bạn dự thi vào khoa quản lý kinh tế Đại học Oxford với bài luận mở đầu bằng câu: "Mẹ tôi là một mẫu hình để tôi mong muốn phấn đấu noi theo." Con tự viết mà không chia sẻ gì với tôi, khoa đó rất khó, chưa biết kết quả ra sao, nhưng tôi cũng may mắn là bạn ấy học giỏi và tự lập. Sau này nếu bạn ấy kế nghiệp được thì tốt. Đúng như mong muốn của mẹ, cậu con trai cả của nữ tỷ phú thời gian gần đây đã nhận được sự chú ý khi nối nghiệp kinh doanh giống mẹ. Chàng thiếu gia nhà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tên Tommy Nguyễn từng là du học sinh ở Anh và hiện tại là người đồng sáng lập của Sweet 247, một startup công nghệ cung cấp dịch vụ chuyển hàng hóa không siêu tốc, chuyển hàng phát hành hàng không siêu tốc. Theo Tri Thức Trẻ, năm 2018, khi startup Tommy Nguyễn khi đó quyết định nhập học năm học mới vào một ngôi trường danh tiếng ở Anh Quốc. Sự cố phát sinh khi nhà trường yêu cầu bổ sung một số giấy tờ để hoàn thiện visa du học. Yêu cầu rất gấp mà thời gian vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, London ít nhất phải mất 3 đến 4 ngày, không bao gồm ngày lễ, ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật và tình huống bất khả kháng. Tình huống bất ngờ khiến Tommy Nguyễn tím đỏ mắt không ra một đơn vị chuyển phát nhanh nào có thể vận chuyển giấy tờ từ Việt Nam sang Anh bảo đảm trong thời gian sớm nhất. Cuối cùng, anh đã phải nhờ một người quen bay chuyến bay gần nhất sang Anh để cầm hộ giấy tờ. Từ trải nghiệm khó khăn trong vấn đề chuyển phát, chàng trai này đã nuôi suy nghĩ tìm cách mới để tối ưu con đường vận chuyển phát nhanh nhất. Trong quá trình nghiên cứu về lĩnh vực này, Tommy rất ấn tượng với dịch vụ chuyển phát nhanh đến không ngờ của Prime Amaro. Prime Amaro có thể ship 29 bang của Mỹ trong thời gian 2 ngày hoàn toàn miễn phí với tốc độ ship hàng nhanh kỷ lục. Trong khi dịch vụ Logistics còn gặp nhiều bất cập ở Việt Nam và khu vực châu Á, thương mại điện tử có xu hướng bùng nổ. Đó chính là lý do Sweet 247 ra đời vào năm 2019. Sweet 247 đã cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với mức cước từ 158.000 đồng đến hơn 800.000 đồng tùy loại hình dịch vụ. Chia sẻ về Sweet 247, Tommy Nguyễn nhận định: "Với những lợi thế về mạng bay rộng khắp đến các điểm trong nước và quốc tế của Vietjet và vị trí thế kỷ lần công nghệ cùng với mạng lưới đối tác giao nhận và nền tảng người dùng rộng khắp của Grab, khách hàng sẽ được sử dụng các dịch vụ giao nhận một cách thuận tiện và được cung cấp các dịch vụ giao nhận tin cậy liên tục được hỗ trợ bởi công nghệ." Tháng 9 năm 2020, Vietjet đã công bố thông tin về việc tái cơ cấu và phát triển hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường hàng không trên nền tảng công nghệ số, thương mại điện tử thông qua sáp nhập và mua lại công ty cổ phần Vietjet Cargo và Sweet 247. Điều này đã cho thấy dự án khởi nghiệp của con trai nữ tỷ phú Vietjet đã cho mức lãi hấp dẫn. Tự tin với vai trò doanh nhân, Tommy Nguyễn cũng đã được nhận xét sở hữu vẻ ngoài điển trai, đĩnh đạc, ngoại hình có nhiều nét giống với người mẹ nổi tiếng. Công ty của con trai tỷ phú Phương Thảo làm ăn ra sao? Lợi nhuận gộp của Sweet 247 âm 271 triệu đồng trong năm 2019. Cuối năm 2020, Vietjet mua lại hơn 67% vốn của công ty, tương đương 31,5 tỷ đồng.
Năm 2019, Suite 247 đã ghi nhận 1,2 tỷ đồng doanh thu thuần. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại âm 271 triệu đồng, thậm chí lợi nhuận thuần của doanh nghiệp còn âm 2,1 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, Suite có tổng tài sản 7,7 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 2 tỷ. Suite 247 là một startup công nghệ hoạt động trong lĩnh vực logistics chuyển phát do Tommy Nguyễn, con trai của CEO VZ Nguyễn Thị Phương Thảo, đồng sáng lập năm 2019. Công ty có trụ sở chính tại tòa nhà VZ Plaza, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đơn vị này chuyên cung cấp dịch vụ hàng hóa trên nền tảng công nghệ, kết nối các phương tiện vận chuyển đa phương thức và được phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường hàng không. Công ty cam kết khách hàng ở Sài Gòn có thể nhận hàng hóa từ Singapore hoặc bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào trong 24 giờ. Trong lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hồi cuối năm 2020, vốn điều lệ của Suite 247 tăng từ 14 tỷ lên 47 tỷ đồng. Công ty cũng chuyển mô hình từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang cổ phần, với công ty cổ phần hàng không Vietjet nắm giữ hơn 67% vốn, tương đương 31,5 tỷ đồng. Trong khi đó, thì ông Hà Năng Việt, tổng giám đốc Suite 247, sở hữu 26% cổ phần. Ông Bùi Hải Nam và Đỗ Xuân Quang lần lượt nắm 3,72% và 3,19% vốn. Dù Vietjet là cổ đông lớn nhất, nhưng báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, danh sách công ty con của hãng hàng không này không có tên Suite 247. Trong năm 2020, Vietjet đã thành lập và nắm giữ 100% vốn công ty trách nhiệm hữu hạn Galaxy Pay, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán. Trước đó, tháng 9 năm 2020, Vietjet đã công bố thông tin về việc tái cơ cấu và phát triển hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường hàng không trên nền tảng công nghệ số, thương mại điện tử thông qua sáp nhập và mua lại công ty cổ phần Vietjet Cargo và Suite 247. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.